Kết quả Italia 4-1 Israel, Azzurri còn thiếu một điểm để đi tiếp. Ở lượt trận thứ tư bảng A2 Nations League 2024-25, Italia đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để đè bẹp Israel 4-1. Qua đó tiếp tục dẫn đầu. Italia tiếp tục dẫn đầu bảng A2. Bàn thắng Italia, Ricci, 41 pen, Di Lorenzo, 54, 79, Frattesi, 72. Israel, Abu Fani, 66. Với điểm tựa sân nhà cùng sức mạnh đội hình vượt trội, Italia nhanh chóng tràn sang phần sân Israel tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Khá nhiều cơ hội được đội tuyển áo thiên thanh tạo ra, song cũng phải chờ đến phút 41, họ mới có được bàn phá vỡ thế quân bình nhờ công của tiền đạo Ricci trên chấm 11m. Pha lập công tháo nút thắt này giúp Italia dễ đá hơn hẳn. Phút 54, cách biệt đã được nhân đôi cho Azzurri nhờ sự tỏa sáng của Di Lorenzo. Cơ hội được nhen nhóm với Israel khi Abu Fani ghi một bàn cho đội khách ở phút 66. Dù vậy, đó hóa ra lại là tất cả những gì mà Israel làm được. Trong vòng 7 phút, từ 72 đến 79, Italia ghi thêm 2 bàn nữa, lần lượt nhờ công của Frattesi và Di Lorenzo để kết thúc trận đấu với thắng lợi tưng bừng 4-1. Chiến thắng này giúp Italia tiếp tục dẫn đầu bảng A2 với 10 điểm, hơn đội nhì Pháp 1 điểm. Đội hình ra sân Italia, Vicario, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiri, Cambia, Farili, Tonali, Frattesi, Di Marco, Rappado, Ricci. Israel, Gurley, Fagon, Najma, Bantaka, Abada. Abu Fani, Canichossi, Haji, Ferret, Markman.